Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Fun Game. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip về đi liệt hỏa chiến đội. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến NPC để ghép đội. Bắt đầu ghép đội. Đó. Rồi mình sẽ chờ để ghép đội đủ 5 người thì đi. Ok, và bây giờ đủ PT mình sẽ đi thôi. Mình sẽ đi. Ở cái này thì nó yêu cầu là mình phải PK tay chứ không được có để auto anh em ạ. Nhưng là cái này sẽ ngồi PK thôi. Mình bot đánh khá đau rồi. Cho nên là anh em phải đi đủ PT 5 người. Bởi vì vượt ải càng nhanh thì càng được nhiều phần thưởng. Cố lên nào. Tại cái này mình nghĩ là anh em nào mà có cái kỹ năng mà hồi máu cho bản thân ấy thì nên mang đi bản thân đồng đội. Ok. Xong một con rồi. Ây da, mất nửa máu rồi. Mà đau quá trời. Hồi lại tí máu nào. Kỹ năng của mình dùng phát hồi 78.000 máu luôn. Đau vậy. Cho em sẽ ít máu anh ơi, đừng đánh em nữa mà. Em yếu vãi cả lình ra mà anh cứ đánh em. Hút thì máu. Ui nó quẩy cho mỗi thằng cái đứt luôn rồi kìa. Cố lên nào anh em. Nó đánh mình kìa. Ui dồi. Né không nổi luôn. Thôi, có máy thế. Kỹ năng vừa ra kịp. Thôi xong rồi. Cái này thì anh em chết anh em hồi sinh được tại trong này luôn mà. Tại trong phó bản luôn, không phải lo. Chỉ là chết này là chúng ta sẽ mất thời gian thôi. Cái này mấy anh top cao cao được chiến 2-3 triệu đi nhanh lắm à. Vậy nào. Chúng hết máu này thì mình sẽ dùng không dùng cái kỹ năng người máu. Trời. Nhìn như vậy ấy. Gãy hết cả chổi rồi, bay hết cả lông chổi rồi vẫn chưa chết. Triệu hồi con này. Còn con nữa. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đây rồi. Đang phất cầm cái phất trần cái chổi này phất bay hết lông mà không thấy nó thấm lắm. May là có mấy anh kia nó mạnh mạnh mấy anh đam cho. Ôi choáng rồi. Cố lên anh em. Mình sẽ dùng cái nổ này. Ôi trời ơi nó quá mạnh luôn đi. Đứng vào gần nó phẩy tay cho cái. Trái tay bóp cái mình ngã ngửa luôn kìa. Được rồi. Thế sao mày lại vả tao. Tao có làm tình gì làm tội gì đâu. Thế nên cái chết đó bên này mà. Nhìn cái này chuyển sang bên đội này anh em nhìn nhìn xem nhá. Thằng nào bị đánh máu nó tụt như là kiểu như xăng luôn, tụt hơn cả xăng ấy. Đấy, nhìn kìa bị chém có phát thôi kìa. Kinh khủng. Ui ui thôi xong em rồi. Ôi mày qua né được. Thôi anh ơi. Ui thân hình mỏng manh đuổi em chi giờ. Nhanh nào nhanh nào nhanh nào. Gần hạ được nó rồi anh em ơi. Cố lên nào. PT đâu rồi anh em. Chết rồi.
Trời ơi, không chờ mình hồi sinh thì cho mình làm phát liên hit. Đó, vậy là mình đi xong. Đã xong rồi, ok. Để chúng ta xem chúng ta được cái gì nào. Có đi tiếp không đây? Ok, cái này thì mỗi tuần có ải được một lần đầu thưởng này. Còn những lần sau thì chắc là không rồi, bởi vì mình đi hôm qua mình đi một lần rồi. Vậy là mình không được nữa rồi. Đen quá, đây này mấy thanh niên này top này, đi 2 phút 20 này. Ghê quá, top 1 2 phút 20. Ôi, 1.000 kim nguyên bảo, what the hell, cái gì vậy? Trời ơi, quá là ghê luôn đi. Ok. Còn clip hôm nay mình chỉ đi như vậy thôi, mình cũng không được quà gì cả. Hôm qua mình đã mất lấy mất quà mất rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Chúc anh em là vượt qua cái phó bản đó thật nhanh. Đi hoạt động đó thật nhanh, được tốt để được nhiều phần thưởng. Cảm ơn anh em đã theo dõi.